cái siêu âm, đó là thứ nhất là ứng dụng của các kỹ thuật siêu âm 2D siêu quay trong chẩn đoán bệnh lý gan, và thứ hai là kỹ thuật UGAP dùng trong định lượng gan nhiễm mỡ. Thì cái phần trình bày của chúng tôi sẽ thực hiện hai phần trong khoảng thời gian cũng ngắn thôi, khoảng chừng 40 phút. Thì xin quý thầy cô và quý anh chị đồng nghiệp tham dự chương trình chúng ta có những câu hỏi thắc mắc gì đó thì chúng ta sẽ note lại. Sau khi tôi trình bày xong thì chúng ta sẽ có vài phút để chúng ta giải đáp nhanh những cái câu hỏi thắc mắc của quý vị về liên quan tới cái chủ đề trình bày ngày hôm nay. Thì trước tiên thì chúng ta sẽ nói về cái ứng dụng của kỹ thuật 2D siêu quay trong chẩn đoán bệnh lý gan. Thì trong đó có hai cái phần chính, đó là thứ nhất là để định lượng cái mức độ sơ hóa gan, và thứ hai là cái ý nghĩa trong việc chẩn đoán phân biệt các cái khối u gan. Và trước tiên thì chúng ta xem một cái trường hợp lâm sàng mà đã thực hiện ở trong Medic. Thì chúng ta thấy rằng là đây là một bệnh nhân nữ đã điều trị CVC, viêm gan CVC 10 năm và đã đạt được cái đáp ứng bền vững về virus. Và sau đó thì bệnh nhân theo dõi định kỳ rất liên tục trong 2 năm thì thấy hoàn toàn bình thường, cho nên là sau đó thì không theo dõi thường xuyên. Và đến năm thứ 10 thì khi phát hiện khám định kỳ thì chúng ta thấy được một cái chỉ số trong cái xét nghiệm qua Cotest là DCP nó tăng cao. Thì sau đó thì được chụp cái cộng hưởng từ chẩn đoán là một cái HCC. Vấn đề chúng ta đặt ra ở đây là một bệnh nhân đã viêm gan CVC, đã điều trị xong, đã âm tính với virus nhưng mà vẫn xuất hiện, phát hiện rằng là âm đàn hồi cho thấy được cái độ cứng gan rất là cao và tương đương với mức F4. Và chúng ta xem lại một số cái nghiên cứu để chúng ta thấy rằng là cho dù là đã điều trị âm tính với virus thì bệnh nhân vẫn có nguy cơ cao ung thư gan. Nó tùy thuộc vào cái mức độ sơ hóa gan của bệnh nhân trước đó, tức là trước khi bắt đầu điều trị và sau khi chúng ta đã điều trị âm tính rồi thì cái mức độ sơ hóa gan ở giới hạn nào là nguy cơ. Thì chúng ta nhìn ở cái nghiên cứu này chúng ta thấy rằng là nếu như mà bệnh nhân trước đó là mức độ sơ hóa gan ở mức độ khoảng F0, F1, F2 thì cái nguy cơ xuất hiện HCC ở đây có 0% thôi. Nhưng mà nếu bắt đầu đã F3 thì nguy cơ nó là 2,4% và F4 thì nguy cơ 7,4%. Như vậy thì chúng ta thấy rằng là cái nguyên nhân nó không có liên hệ trực tiếp chuyện xuất hiện HCC, nhưng mà cái mức độ sơ hóa gan là cái yếu tố rất quan trọng để chúng ta tiên đoán là bệnh nhân có nguy cơ xuất hiện HCC hay không. Và vì vậy mà chúng ta nhìn lại cái ý nghĩa của cái việc chẩn đoán mức độ sơ hóa gan ở bệnh nhân viêm gan là cực kỳ quan trọng. Thứ nhất là chúng ta xác định được những cái bệnh nhân mà có sơ hóa gan đáng kể, đó là một cái chỉ định trong cái việc mà bắt đầu điều trị đặc hiệu cho bệnh nhân. Và cái ý nghĩa nữa là chúng ta biết được mức độ sơ hóa gan, chúng ta sẽ tiên lượng được diễn tiến bệnh của bệnh nhân. Và từ cái việc mà bệnh nhân có sơ hóa gan quan trọng như F3, F4 thì nguy cơ xuất hiện cái ung thư gan rất là cao, cho nên những ca đó chúng ta sẽ có cái chế độ theo dõi phù hợp, mục đích là để chúng ta phát hiện sớm được cái ung thư tế bào gan. Và việc chẩn đoán sơ hóa gan là quan trọng như vậy, nhưng mà tiếc rằng đây là một cái kỹ thuật xâm lấn và chúng ta phân loại mức độ sơ hóa gan từ F0 cho đến F4. Và với cái phát triển của công nghệ ngày nay thì chúng ta thấy rằng thi trong cái thời điểm này để giúp chúng ta thay thế cho sinh thiết gan. Chúng ta biết rằng siêu âm là cái kỹ thuật không xâm người bệnh nhân rất dễ dàng tiếp cận, nó không giống như là sinh thiết gan. Và trong cái thời điểm này, và chúng ta nhìn lại thì chúng ta thấy rất nhiều cái dòng siêu âm mà có khả năng thực hiện được cái việc mà định lượng mức độ sơ, điển hình là của cái FibroScan. Và tất cả hầu hết những cái nhóm còn lại là được xếp vào cái nhóm mà xung lực âm tạo ra từ bên trong. Có nghĩa là với những cái nhóm kỹ thuật này thì cái công nghệ đàn hồi mô nó được tích hợp vào cái máy siêu âm thường quy và chúng ta có thể thực hiện siêu âm BMOS, siêu âm Doppler và siêu âm đàn hồi mô
trong cùng một lần khám. Và khi thực hiện siêu âm đàng hồi mô thì đặc điểm của cái nhóm này là chúng ta thấy được trước cái hình siêu âm BMOT, chúng ta chọn được vị trí và sau đó máy sẽ phát ra xung lực âm tác dụng vào trong mô và sinh ra cái sóng ngang. Và từ đó người ta dùng cái sóng ngang để người ta định lượng cái độ cứng của cái mô gan. Thì trong cái nhóm này người ta chia thành hai cái nhóm chính. Thứ nhất là cái Poiseuille way, tức là định lượng điểm, tức là mỗi một lần đo chúng ta có được độ cứng ở một điểm. Và thứ hai là 2D-Poiseuille way, có nghĩa là chúng ta mỗi lần chúng ta đo đạt chúng ta có được bản đồ đàn hồi của một vùng. Và khi chúng ta đặt cái cổng thu vào tất cả vị trí trong vùng đó chúng ta đều được con số định lượng. Đó. Rồi phát triển cao hơn cái 2D-Poiseuille way này là real-time 2D-Poiseuille way, tức là cái bản đồ định lượng nó được chạy liên tục và chúng ta sẽ chọn những cái bản đồ phù hợp để chúng ta đo đạt cái độ cứng. Bản đó là chưa thể hiện hết, chúng ta còn nhiều thứ nữa nhưng mà chúng ta sẽ phân ra ba cái nhóm chính. Đó là thứ nhất là từ lâu, và tiếp theo là siêu âm đàng hồi định lượng điểm cái Poiseuille way, là hình nó đại diện như thế này, tức là 2D-Poiseuille way. Và hôm nay chúng ta chủ yếu chúng ta tập trung vào cái ứng dụng của siêu âm đàng hồi định lượng 2D-Poiseuille way. Đó là một cái công nghệ cao nhất về siêu âm đàng hồi hiện nay. Và nhìn chung thì chúng ta thấy nó sự khác biệt như thế này. Với cái siêu âm đàng hồi định lượng điểm đó thì người ta tác dụng vào mô một điểm và sinh ra sóng ngang ở quanh cái vùng một điểm đó. Và khi đó thì chúng ta đo cái vận tốc sóng ngang ở một điểm và chúng ta ra được cái độ cứng ở điểm đó. Còn khác biệt với siêu âm 2D-Poiseuille way là xung lực âm sẽ được tác dụng đồng thời ở nhiều điểm và sóng ngang sinh ra ở khắp mọi nơi ở trong cái vùng mà chúng ta cần khảo sát đó. Cho nên là chúng ta sẽ tạo ra được một cái bản đồ đàn hồi. Và cái bản đồ đàn hồi này á, là bản đồ đàn hồi định lượng. Cái bản chất của kỹ thuật, các kỹ thuật thực siêu âm đàn hồi đều xuất phát từ cái việc mà chúng ta đo được cái vận tốc của sóng ngang. Nhưng mà với người dùng thì chúng ta sẽ muốn dùng cái đơn vị độ cứng là kilopascal, nó ý nghĩa định lượng là kilopascal. Cho nên là để chuyển đổi từ cái con số mà ta đo được là mét giây của vận tốc sóng ngang, chuyển đổi thành đơn vị kilopascal của độ cứng thì người ta chuyển đổi qua cái công thức này. Cái công thức này là dựa vào cái phương trình của sóng ngang hay là phương trình Young. Chúng ta chỉ cần thế cái con số C này là vận tốc của sóng ngang vừa đo được vào cái phương trình này thì chúng ta sẽ tính được là vận độ cứng của cái vùng khảo sát là bao nhiêu kilopascal. Nhìn lại các cái nghiên cứu về liên quan tới cái kỹ thuật siêu âm đàn hồi định lượng đa chiều này thì chúng ta thấy rằng nó có nhiều cái ưu thế so với những kỹ thuật cũ. Cái thứ nhất là khi mà chúng ta bắt đầu đo, chúng ta có hình BMOT này, chúng ta chọn được cái vị trí là mô gan, có nghĩa là chúng ta sẽ tránh những cái mạch máu lớn, tránh những cái đường mật, và đặc biệt là chúng ta sẽ tránh những cái khối u gan để chúng ta đo cái độ cứng đó chính xác là độ cứng của mô gan. Cái điều thứ hai là cái vùng khảo sát như thế này là một cái vùng lớn so với siêu âm định lượng điểm là chỉ ở một điểm, thì cái vùng này nó được tính toán thì người ta thấy tương đương tới khoảng 20 cm khối, tức là cái khối lượng mô gan mà được khảo sát trên một cái bản đồ đàn hồi là lớn. Và cái điều quan trọng là với những trường hợp có bán bụng hoặc là những bệnh nhân béo phì với cái thành ngực dày đó thì chúng ta vẫn khảo sát được bình thường, bởi vì chúng ta chọn được đúng cái vị trí của mô gan cần khảo sát và chúng ta đặt cái roi vào đó mà để chúng ta đo đạt. Chính vì vậy mà cái kỹ thuật này cho phép chúng ta sử dụng nó nhanh chóng hơn, dễ dàng hơn, và chúng ta chỉ cần 3 đến 5 phép đo là có được kết quả. Và nếu mà chúng ta thực hiện thuần thục thì chúng ta chỉ cần mất vài mươi giây, tức là dưới một phút là chúng ta có được kết quả về độ cứng gan hay là mức độ sơ hóa gan của một ca. Những cái thông số về diện tích dưới đường cong ROC, độ nhạy, độ đặc hiệu thì rất là cao, tới 0,92, 85, 92% đối với chẩn đoán cái sơ hóa gan đáng kể, và cao hơn nữa trong cái chẩn đoán sơ gan F4. Đây là một cái nghiên cứu có so sánh giữa ba cái dòng kỹ thuật đối với nhau đó, tức là Ferroscan và một cái kỹ thuật 2D-Poiseuille way và một kỹ thuật Poiseuille way. Thì người ta thấy rằng là để chẩn đoán cái sơ hóa gan đáng kể F2 đó thì cái kỹ thuật 2D-Poiseuille way có độ chính xác cao hơn. Và nhìn chung thì cả ba kỹ thuật nó đều có cái độ chính xác cao trong chẩn đoán sơ hóa gan,
Nhất là những cái trường hợp mà bệnh nhân xơ hóa gan nặng F3, F4 trở lên thì cái chẩn đoán bằng siêu âm đàn hồi rất là chính xác. Đây là cái nghiên cứu so sánh về cái thời gian vận hành của kỹ thuật. Nếu như mà chúng ta so sánh giữa một cái kỹ thuật Point Shear Wave và một cái kỹ thuật 2D Shear Wave thì chúng ta thấy rằng là cái thời gian của một kỹ thuật Point Shear Wave là gần 2 phút đây, trong khi thời gian kỹ thuật 2D Shear Wave là dưới 1 phút, có nghĩa là chúng ta tiết kiệm được một nửa thời gian để vận hành. Và chúng ta biết rằng là kỹ thuật này dễ sử dụng hơn. Lượt qua một số cái guideline hướng dẫn của các cái hiệp hội siêu âm trên thế giới, ví dụ như hiệp hội siêu âm châu Âu này, người ta khẳng định rằng cái siêu âm đàn hồi biến dạng đa chiều này, 2D siêu wave, có thể sử dụng để đánh giá cái mức độ nghiêm trọng của bệnh nhân viêm gan C mãn tính và kể cả viêm gan B. Và cái hướng dẫn của Wolfram hội siêu âm thế giới, chúng ta thấy rằng là cái kỹ thuật này có thể dùng rất là hữu ích để chẩn đoán loại trừ cái xơ hóa gan ở bệnh nhân viêm gan B, rồi viêm gan C, viêm gan mỡ và bệnh nhân viêm gan rượu. Tức là rất nhiều cái tình huống bệnh gan chúng ta có thể sử dụng được kỹ thuật này. Và để sử dụng kỹ thuật thì chúng ta chỉ có một bước đơn giản là lấy cái hình siêu âm BMOD cho đạt tiêu chuẩn và mở cái chương trình đàn hồi mô để đo đạt. Tuy nhiên cái điều khó khăn của hiện nay là chúng ta thấy rằng là cái bảng phân loại mức độ xơ hóa gan dựa vào cái độ cứng gan đó thì nó chưa có được thống nhất giữa tất cả các cái dòng máy siêu âm với nhau. Cho nên là chúng ta sử dụng cái dòng máy siêu âm nào hay là sử dụng cái công nghệ nào thì chúng ta phải làm theo những cái bảng phân loại mà được nghiên cứu trên công nghệ đó. Chẳng hạn như chúng ta có một cái bảng phân loại trước đây của trên cái dòng E9 với GE đi, chúng ta thấy rằng là cái mức độ độ cứng để chúng ta phân biệt các giai đoạn với nhau là như thế này. Và độ chính xác dựa vào cái diện tích dưới đường cong ROC là rất là cao, 0,87, 94, 98, 94. Tức là độ chính xác rất là cao so sánh với sinh thiết gan. Với một cái dòng mới hơn, ví dụ như Logic B9, thì chúng ta thấy rằng có cái bảng phân loại khác dựa vào cái nghiên cứu trên hơn 200 ca đây. Thì chúng ta thấy rằng có bảng phân loại, cái ngưỡng phân loại khác nhau. Ở trên cái bảng này thì chúng ta thấy rằng một bên đây là cái đơn vị kilopascal, bên đây là cái đơn vị là mét trên giây. Có nghĩa là bên đây là vận tốc của sóng ngang, còn bên đây là độ cứng của gan dựa vào cái phương trình sóng ngang mà sau khi chúng ta đo được vận tốc, chúng ta sẽ tính được cái độ cứng bằng đơn vị kilopascal như thế này. Và chúng ta có thể dùng một trong hai cái đơn vị này đều được, bởi vì ở trên máy mà khi chúng ta đo đạt nó sẽ thể hiện ra được hai loại đơn vị. Tùy theo ý muốn của mình thích dùng mét giây cũng được, hoặc là thích dùng kilopascal thì cũng được. Như vậy thì sau khi chúng ta đo đạt được con số độ cứng của gan, chúng ta sẽ xem vào cái bảng này, chúng ta sẽ phân biệt được cái trường hợp đó là xơ hóa gan ép máy, hoặc là không xơ hóa gan, hoặc là xơ gan. Chúng ta dựa vào những cái con số mà chúng ta đo được. Và một cái điều, cái may mắn là trong cái quá trình mà diễn tiến từ cái gan bình thường cho tới thành cái gan xơ đó, người ta thấy rằng cái quá trình đó là một cái quá trình tuyến tính. Có nghĩa là khi mà cái gan nó xơ hóa càng nhiều thì độ cứng nó tăng càng nhiều. Và chính vì vậy mà chúng ta mới dùng được những con số cách óp để chúng ta phân biệt được cái độ cứng cỡ nào là xơ hóa ép máy. Chúng ta có cái mối tương quan đó. Chúng ta nhìn qua một vài cái trường hợp lâm sàng. Ví dụ một trường hợp này là một bệnh nhân trẻ khoảng 40 mấy tuổi. Đi khám là có phát hiện là có viêm gan CVB. Bệnh nhân chỉ khám sức khỏe định kỳ thôi, trước đó không có phát hiện bệnh. Và khi mà chúng ta làm siêu âm thường quy á, thì với cái hình như thế này nè, chúng ta có thể ghi nhận là một cái gan có thể là thô nhẹ. Và cái điều đó nó lệ thuộc vào cái chủ quan của mỗi người bác sĩ thực hiện siêu âm. Có thể là có người thì nói là gan này tăng âm nhẹ, có người nói là thô nhẹ. Nhưng mà chúng ta rõ ràng là không thể nói được cái trường hợp này là có xơ hóa gan ép máy. Rõ ràng là không thể nói được. Chúng ta chỉ có thể nói được những cái trường hợp mà xơ gan rất nặng, có bán bụng, có lách to thì chúng ta mới chẩn đoán được ở đây là xơ gan giai đoạn nặng. Còn những trường hợp trước đó thì chúng ta không thể nhận biết được. Nhưng mà với siêu âm đàn hồi mô thì chúng ta đo được ngay cái độ cứng của gan này là độ cứng cao, và chúng ta xếp được cái độ đàn hồi gan là F4, tương đương với lại cái hiểu là xơ gan. Như vậy thì với cái hình siêu âm này ở BMOD và Doppler, chúng ta không khả năng nào để chẩn đoán được là trường hợp xơ gan nếu mà không có siêu âm đàn hồi mô.
Chúng ta ví dụ một cái trường hợp khác, đây là một trường hợp bệnh nhân trước đây là hoàn toàn không có tiền sử gì về viêm gan cả, một bệnh nhân nữ 33 tuổi. Và khi bệnh nhân đến khám vì vàng da, thì sau đó thì chúng ta làm siêu âm và chúng ta phát hiện được là tắc mật ngoài gan do sỏi, sỏi của ống mật chủ. Và trường hợp này chúng ta thấy vách túi mật cũng phù và chúng ta đo độ cứng gan, độ cứng này ở mức độ cao, tức là tương đương với khoảng F3, F4. Như vậy thì chúng ta thấy rằng là ngoài cái trường hợp sơ gan nó gây ra tăng độ cứng gan, nó còn nhiều cái yếu tố khác. Nhưng mà trong chương trình hôm nay chúng ta không có đủ thời gian để phân tích hết từng yếu tố, nhưng mà tôi chỉ nhấn mạnh là có những cái yếu tố khác gây ảnh hưởng tới cái độ cứng gan trong cái quá trình đo đạt, hoặc là do bản thân cái bệnh lý, chẳng hạn như một tình huống viêm gan cấp, hay là tình huống này là một cái tình huống tắc mật nó gây ra tăng độ cứng gan trong cái thời điểm đó. Những cái trường hợp như vậy thì chúng ta sau khi giải quyết được nguyên nhân, sau khi điều trị khỏi viêm gan cấp thì bệnh nhân sẽ trở về cái độ cứng ban đầu. Và cái điều này là cái điều mà chúng ta cần am hiểu và cần thống nhất với nhau giữa bác sĩ thực hiện kỹ thuật siêu âm và bác sĩ lâm sàng, để chúng ta tránh cái hiểu lầm là độ cứng gan không phải bao giờ cũng là sơ hóa gan mà nó còn những nguyên nhân khác. Về việc mà ứng dụng công nghệ 2D siêu quay mà trong chẩn đoán khối u gan, thì ở trong phần trình bày này thì tôi xin nhấn mạnh như thế này. Cái điều thứ nhất là cái việc mà phát hiện khối u gan là vẫn chính yếu vẫn dựa vào siêu âm BMOT. Chúng ta hay nghe những cái chương trình người ta giới thiệu là siêu âm đàn hồi giúp phát hiện sớm ung thư gan. Giúp phát hiện sớm không có nghĩa là chúng ta dùng cái bản đồ đàn hồi đó, chúng ta rà soát hết cái gan để chúng ta thấy được cái u gan, mà giúp phát hiện sớm dựa vào cái yếu tố khác. Cái việc phát hiện khối u có hay không, đó, quan trọng nhất vẫn là siêu âm BMOT. Nhưng mà siêu âm đàn hồi vẫn giúp phát hiện sớm là dựa vào cái điều này. Điều thứ nhất là siêu âm đàn hồi nó giúp chúng ta chẩn đoán mức độ sơ hóa gan, và chúng ta biết rằng là khi bệnh nhân có mức độ sơ hóa gan cao, tức là F3, F4 trở lên, hoặc là cái độ cứng cụ thể trong cái nghiên cứu này người ta thấy được là 10 kPa trở lên, người ta so sánh người ta thấy rằng là những bệnh nhân nào mà có độ cứng gan mà 10 kPa trở lên là có nguy cơ xuất hiện cái HCC cao hơn nhiều so với cái nhóm còn lại. Cho nên chính vì vậy mà chúng ta phát hiện mức độ sơ hóa gan của bệnh nhân là đáng kể là cao, thì chúng ta phải dặn dò bệnh nhân theo dõi một cách định kỳ. Nhờ cái theo dõi định kỳ đó mà chúng ta phát hiện sớm ung thư gan, chứ không phải là nhờ cái bản đồ đàn hồi tại thời điểm đó mà chúng ta phát hiện sớm. Chúng ta cần rõ ràng cái điều đó. Cái vai trò thứ hai của siêu âm đàn hồi trong cái chẩn đoán khối u gan là xác định cái độ cứng của khối u đó. Và người ta thấy rằng là về kinh nghiệm của bác sĩ phẫu thuật viên, đương nhiên là người ta thấy rằng là những cái khối u ung thư thì thường nó sẽ cứng hơn so với những khối u lành. Cái điều đó thì chúng ta cũng đều biết cả. Theo cái guideline của Quốc Phung thì cho tới thời điểm này, tới thời điểm 2018 này, người ta thấy rằng chưa có đủ hết các bằng chứng để nói là cái độ cứng gan bao nhiêu là ung thư, hoặc là độ cứng gan bao nhiêu là lành tính. Tuy nhiên chúng ta cũng bắt gặp được khá nhiều nghiên cứu, chúng ta thấy rằng có sự khác biệt giữa cái HCC di căn gan và những cái nhóm lành tính còn lại như là adenom hay là FNH hay là u mạch máu gan. Tôi đưa ra một cái nghiên cứu ở Ấn Độ thực hiện trên 60 trường hợp đây. Chúng ta thấy rằng là người ta đưa ra con số cut-off là khoảng 2 m/s. 2 m/s này là tương đương với, nếu như mà thế vào cái phương trình sóng ngang đó, chúng ta có được tương đương là khoảng 2 bình phương là 4 nhân 3 là được 12, có nghĩa là 12 kPa. Như vậy thì khi người ta lấy số 2 m/s này làm cái ngưỡng cut-off phân biệt lành ác, thì chúng ta thấy được các bạn phân bố như thế này. Trong tổng số 26 ca mà có độ cứng gan dưới 2 m/s đó, thì lành tính là 24 ca, ác tính chỉ có 2 ca thôi. Ngược lại, nếu như mà độ cứng của khối u mà trên 2 m/s, thì trong 26 ca chỉ có 1 ca là lành tính và 25 ca là ác tính. Chúng ta thấy rằng là hiển nhiên là không có sự phân biệt rạch ròi 100% là lành với ác. Tuy nhiên chúng ta thấy rằng những cái khối u mà độ cứng cao như thế này thì phần lớn là ung thư, chỉ có một số ít là lành. Cái điều đó giúp chúng ta cho thêm một cái thông tin vào trong cái quá trình chẩn đoán. Chẳng hạn như trong quá trình chúng ta làm siêu âm bằng BMOT, bằng Doppler, chúng ta đang phân vân cái trường hợp này
có chắc là lành không hay là có nguy cơ ác tính hay không, chúng ta làm thêm cái siêu âm đàn hồi để chúng ta xác định độ cứng của khối u đó. Nếu mà độ cứng khối u trên 2 m/s, chúng ta thấy rằng đó là một cái yếu tố nguy cơ rất rõ ràng, cái ca đó có khả năng là ung thư gan. Vì vậy mà chúng ta sẽ buộc phải có những cái bước tiếp theo phù hợp. Còn nếu như mà một trường hợp chúng ta đã xem xét trên siêu âm, chúng ta thấy rất là rõ ràng, rất là nghĩ nhiều khả năng là lành tính, chúng ta làm đàn hồi mà chúng ta thấy nó mềm dưới 2 m/s, thì hiển nhiên chúng ta rất tin tưởng kết quả đó. Thì như vậy thì cái bước tiếp theo chúng ta không nhất thiết phải làm những cái gì đó quá đáng cho bệnh nhân, chẳng hạn như những cái kỹ thuật cao phải tốn kém nhiều hơn. Đó là cái ý nghĩa trong cái việc mà sử dụng cái đơn vị độ cứng của khối u gan trong cái việc chẩn đoán. Chúng ta xem qua một số trường hợp, ví dụ trường hợp thứ nhất chúng ta thấy là một cái trường hợp rất điển hình của cũng khá điển hình của một cái u mạch máu gan. Tuy nhiên ở bên trong của nó chúng ta vẫn thấy tín hiệu mạch máu. Nếu mà thông thường thì cái u mạch máu gan điển hình nó sẽ tăng âm đồng nhất và không có thấy mạch máu. Trường hợp này là không điển hình. Tuy nhiên chúng ta thấy cái viền tăng âm rất là rõ, và trên siêu âm đàn hồi thì cái độ cứng của gan này là của khối u là có 5,98 kPa, có nghĩa là độ cứng ở trong cái mức thấp. Vì vậy mà trường hợp này chúng ta sẽ chẩn đoán là một cái u máu gan. Một cái trường hợp khác mà tôi đưa ra đây là một cái trường hợp rất là khó khăn. Với siêu âm thường quy chúng ta thấy được một cái tổn thương gan như thế này, một tổn thương giảm âm. Và với siêu âm Doppler và siêu âm này là dạng siêu âm vi mạch, thì chúng ta thấy là mạch máu gan ở chủ yếu là xung quanh của cái tổn thương, và những cái mạch máu mà đi vào tổn thương thì chúng ta vẫn thẳng như thế này, chúng ta vẫn phân nhánh bình thường, có nghĩa là chúng ta không có thấy dấu hiệu bending, tức là không có xô đẩy mạch máu. Thì trên siêu âm đàn hồi ở trường hợp này chúng ta ghi nhận được hai chuyện. Cái chuyện thứ nhất là chúng ta khảo sát cái mô gan nền thì chúng ta thấy rằng cái độ cứng dưới 6 kPa, có nghĩa là ở trong cái mức giới hạn khoảng F0, F1, tức là sơ hóa gan nhẹ hoặc là không sơ hóa gan. Với độ cứng của khối u thì chúng ta khám khảo sát độ cứng của khối u, chúng ta thấy độ cứng của nó khoảng 8 kPa, có nghĩa là trong mức thấp. Như vậy thì với cái yếu tố thứ nhất là mô gan nền là mềm, thứ hai là cái độ cứng u gan là thấp, thì chúng ta tin tưởng đây là một cái tổn thương gan lành tính. Trong khi đó thì cộng hưởng từ cho thấy một cái tổn thương nó bắt thuốc mạnh ở thùy động mạch và thải thuốc nhanh, cho nên là với hình cộng hưởng từ trong trường hợp này lại nghi ngờ là một cái HCC. Sau đó bệnh nhân có những cái xét nghiệm, trong đó có viêm gan siêu vi, siêu vi B dương tính, siêu vi C âm tính và cái Waco test thì âm tính. Và bệnh nhân sau đó vì cái nghi ngờ trên cộng hưởng từ đã tiến hành phẫu thuật, thì ra cái tổn thương đó là một cái tổn thương viêm và nghi ngờ là tổn thương viêm do ký sinh trùng, có nghĩa là nó phù hợp với cái hình ảnh siêu âm chúng ta thấy ghi nhận được, siêu âm BMOS, siêu âm Doppler và siêu âm đàn hồi mô đều phù hợp là một cái tổn thương dạng viêm hay là một ổ áp xe. Như vậy thì chúng ta tụ chung lại, chúng ta thấy rằng kỹ thuật siêu âm đàn hồi mô nó có những cái ưu điểm. Thứ nhất là nó khảo sát được, chẩn đoán được cái mức độ sơ hóa gan nhưng mà không xâm lấn, và cái độ chính xác của nó cao, cái mẫu khảo sát lớn và dễ thực hiện. Và điều đặc biệt là khi chúng ta khám một bệnh nhân mà chúng ta có đủ các công nghệ được tập trung trong cùng một máy, có nghĩa là cùng một lần khám chúng ta có thể khảo sát BMOS, khảo sát Doppler, khảo sát đàn hồi, để chúng ta biết được cái mô gan nền như thế nào và cái tổn thương khu trú nó độ cứng như thế nào. Như vậy thì từ đó chúng ta sẽ đưa ra cái chẩn đoán nó chính xác hơn, phù hợp hơn, và dẫn đến những cái bước tiếp theo nó thích hợp và nó đỡ tốn kém và đỡ xâm lấn cho bệnh nhân. Cái hạn chế chung của tất cả các cái kỹ thuật siêu âm đàn hồi là nó nhạy với động tác thở, bởi vì chúng ta biết rằng là bản chất của nó là dựa vào vận tốc của sóng ngang. Nếu mà bệnh nhân di động, cái gan nó di động trong cái quá trình chúng ta đo, thì nó sẽ thay đổi cái con số mà đo đạt vận tốc đó, và nó liên quan nhiều tới cái kỹ năng thực hiện. Tuy nhiên cái kỹ năng này được, nếu được huấn luyện thì nó cũng sẽ nhanh chóng thôi. Chúng ta chỉ cần có vài cái điểm lưu ý trong quá trình thực hiện thì chúng ta sẽ thực hiện được cái kỹ thuật này. Nhìn tóm lại, nói về cái vấn đề mà giá trị của cái kỹ thuật siêu âm đàn hồi trong cái chẩn đoán bệnh lý gan, thì chúng ta thấy rằng thứ nhất là chẩn đoán độ sơ hóa gan, và thứ hai là góp phần để chẩn đoán độ cứng của khối u gan để chẩn đoán phân biệt. Hiện tại chúng ta có ba cái nhóm chính là nhóm siêu âm đàn hồi thoáng qua,
nhóm siêu âm đàn hồi định lượng điểm và nhóm siêu âm đàn hồi định lượng đa chiều. Thì nổi bật nhất là cái kỹ thuật siêu âm đàn hồi định lượng đa chiều này nè, là một cái bước phát triển vượt bậc về công nghệ. Nó độ chính xác cao và thực hiện dễ dàng hơn so với các cái kỹ thuật trước. Và đặc biệt là những cái trường hợp mà khó khăn trong cái thực hiện siêu âm đàn hồi thoáng qua, chẳng hạn như là béo phì hay là bán bụng không thực hiện được, thì kỹ thuật 2D siêu quay này vẫn thực hiện được như thường. Đó là phần trình bày về độ giá trị của siêu âm đàn hồi trong chẩn đoán bệnh lý gan. Tiếp theo thì chúng ta sẽ nói về ứng dụng của cái kỹ thuật UGAP trong cái định lượng gan nhiễm mỡ. Kỹ thuật UGAP này là một cái kỹ thuật mà mới phát triển gần đây, và chúng ta cũng có những cái nghiên cứu để chứng minh cái giá trị của nó. Trong phần trình bày này, trước tiên chúng ta sẽ nói về tổng quan tại sao chúng ta phải phát triển cái kỹ thuật này. Chúng ta biết rằng là cái bệnh gan nhiễm mỡ không do rượu, viết tắt là NAFLD đây, chúng ta thấy rằng tỷ lệ rất là cao, vì hiện tại dân số chúng ta là tỷ lệ béo phì nó cao, và nhiều cái nguyên nhân, nhiều cái yếu tố nguy cơ khác, chẳng hạn như những cái bệnh chuyển hóa, bệnh đái tháo đường, nó đều gây tăng nguy cơ của cái bệnh gan nhiễm mỡ không do rượu. Và chúng ta thấy rằng là trong cái nhóm bệnh nhân này có 3% bệnh nhân là NAS, có nghĩa là những bệnh nhân này là viêm gan mỡ. Và 3% trong số 25% dân số thế giới, chúng ta thấy rằng cái số lượng bệnh nhân này là rất lớn. Và trên cái nghiên cứu, nhiều nghiên cứu khác nhau, người ta đều ra được con số khoảng chừng 1/4 dân số thế giới là liên quan tới cái bệnh lý này. Với gan nhiễm mỡ thì nhiều người chúng ta thấy thường xuyên và chúng ta xem nó như là một cái chuyện thường, coi như bình thường. Có rất nhiều bệnh nhân được chẩn đoán là gan nhiễm mỡ thì chúng ta sẽ tư vấn là bệnh nhân chỉ cần việc là ăn kiêng, giảm cân, tập luyện hoặc là điều trị những cái bệnh chuyển hóa. Chứ chúng ta không có, ít khi chúng ta để ý là trong nhóm này khi mà nó tiến triển thành cái viêm gan mỡ rồi thì nó sẽ diễn tiến tới xơ gan và ung thư tế bào gan. Và cái điều này nó cũng tương đương với cái quy trình diễn tiến của một cái bệnh nhân viêm gan siêu vi. Chúng ta nhìn một cái nghiên cứu của giáo sư người Rubani đây, về trên nhóm bệnh nhân đái tháo đường. Chúng ta thấy có 298 trường hợp, nhưng mà xơ hóa gan mức độ F2, F3 chiếm tới 18% và F4 chiếm tới 14%. Đó là những con số rất là quan trọng mà chúng ta không có hình dung được. Chúng ta thấy rằng những bệnh nhân đái tháo đường được theo dõi lâu lắm mới được cho siêu âm một lần, quá lắm là chúng ta sẽ chẩn đoán gan nhiễm mỡ, chúng ta thường thường là không được làm những bước tiếp theo. Chúng ta không biết rằng là bệnh nhân đó có nguy cơ là có xơ hóa gan rất là nhiều, và đương nhiên là họ vẫn có nguy cơ xuất hiện cái ung thư tế bào gan do bệnh lý này. Để chẩn đoán cái bệnh gan nhiễm mỡ không do rượu thì chúng ta nhìn lại các tiêu chuẩn chẩn đoán. Trước tiên thì sinh thiết gan vẫn là tiêu chuẩn vàng. Nhưng mà ở slide này thì tôi xin phép lưu ý với các quý thầy cô và các anh chị ở slide này là ở những cái con số phần trăm này, để chúng ta sau này chúng ta dùng để chẩn đoán định lượng mức độ xơ hóa gan dựa vào siêu âm, cũng dựa trên nền tảng là những cái phần trăm đó. Thì như vậy thì cái tiêu chuẩn chẩn đoán của gan nhiễm mỡ là khi mà hơn 5% tế bào gan mà có giọt mỡ bên trong đó thì người ta sẽ chẩn đoán là gan nhiễm mỡ. Trong đó nếu như mà 5-33% thì tức là nhiễm mỡ nhẹ, 33-66% là nhiễm mỡ vừa tức là độ 2, và trên 66% là gan nhiễm mỡ độ 3. Đó là tiêu chuẩn vàng về sinh thiết gan. Nhưng mà chúng ta cũng hiểu rằng là 1/4 dân số thế giới liên quan tới bệnh lý này không có ai có thể làm được sinh thiết trên cái số lượng bệnh nhân lớn như vậy. Và chúng ta buộc phải phát triển những cái kỹ thuật không xâm lấn để chẩn đoán cái bệnh lý này. Với cách chẩn đoán mà không xâm lấn thì đầu tiên thì chúng ta tiếp cận bệnh nhân là phải phân loại ra những bệnh nhân có nguy cơ cao, ví dụ như béo phì, đái tháo đường hay rối loạn chuyển hóa. Rồi sau đó chúng ta sẽ loại trừ những nguyên nhân khác gây nhiễm mỡ, ví dụ như gan nhiễm mỡ do rượu hay do viêm gan C hay do một số cái loại thuốc gây ra tình huống đó. Tiếp theo chúng ta sẽ dùng chẩn đoán hình ảnh để phát hiện trường hợp đó là có nhiễm mỡ hay không. Chúng ta có thể dùng siêu âm là đại trà nhất. CT và cộng hưởng từ thì chúng ta ít khi được chỉ định chỉ để phát hiện gan nhiễm mỡ, mà chúng ta thường thường là chỉ định vì một cái nguyên nhân khác. Và tiếp theo là những cái mặt cơ để chẩn đoán cái gan nhiễm mỡ. Chúng ta nhìn lại cái lượt đồ này để chúng ta thấy rằng là trong cái số
Rất nhiều bệnh nhân gan nhiễm mỡ đó, ta sẽ có hai nhóm. Thứ nhất là một cái gan nhiễm mỡ đơn thuần, và những nhóm này thì không có gây biến chứng. Thứ hai là cái nhóm viêm gan mỡ, là cái nhóm sẽ diễn tiến tới những cái biến chứng xơ gan và ung thư tế bào gan. Và trong cái diễn tiến từ cái gan nhiễm mỡ đơn thuần tới thành NASH, rồi NASH với lại xơ hóa gan, rồi xơ gan. Như vậy thì chúng ta nhìn cái lược đồ này, chúng ta thấy được siêu âm chúng ta có cái vai trò nào trong cái lược đồ này. Thì chúng ta có thể thấy là có hai vai trò. Thứ nhất là chúng ta có vai trò phát hiện trường hợp đó có nhiễm mỡ hay không. Và khi phát hiện có nhiễm mỡ hay không thì chúng ta có thể làm chẩn đoán cái mức độ nhiễm mỡ. Chẩn đoán thì chúng ta có định tính và định lượng bằng cái kỹ thuật UGAP. Thứ hai là chúng ta sẽ dùng siêu âm đàn hồi mô, chúng ta sẽ xác nhận được cái giai đoạn này, tức là nếu đã diễn tiến qua viêm gan mỡ và có xơ hóa gan thì siêu âm đàn hồi nó sẽ có giá trị để phát hiện cái giai đoạn này. Và cái việc này thì chúng ta đã bàn rồi, bây giờ chúng ta sẽ nói sâu về cái việc chẩn đoán gan nhiễm mỡ. Để hiểu rõ về cái chẩn đoán gan nhiễm mỡ thì chúng ta quay về cái bản chất liên quan tới việc sóng âm khi mà tiếp cận với gan nhiễm mỡ nó có những cái thay đổi như thế nào. Trước tiên thì chúng ta nói về cái sự giảm thấu âm. Sự giảm thấu âm này thì hầu hết các bác sĩ siêu âm chúng ta đều đã biết, chúng ta đều đã học qua cả. Chúng ta biết rằng là sóng âm là một cái sóng cơ học nó truyền ở trong mô, và khi mà truyền nó là truyền dưới dạng năng lượng, dạng như nhiệt năng. Và trong cái quá trình mà nó truyền trong mô á, thì nó sẽ xảy ra những cái hiện tượng là hấp thu, khuếch tán, phản hồi. Tức là rất nhiều cái hiện tượng đó nó làm cho cái năng lượng sóng nó sẽ giảm dần đi. Như vậy thì khi mà sóng âm nó vào trong mô, nó càng vào sâu bên trong thì cái năng lượng sóng nó sẽ giảm dần, có nghĩa là cái biên độ sóng nó sẽ giảm dần. Và vì vậy mà khi tạo hình siêu âm á, cái hình siêu âm ở vùng sâu này nè, chúng ta thấy là cường độ âm nó rất là thấp, nó kém, nó tối hơn nhiều so với cái vùng siêu âm ở phòng ngoài nông. Và cái điều này là những điều mà chúng ta thực hành hàng ngày, chúng ta cải thiện bằng cách là chúng ta dùng cái gen mà bù trừ theo độ sâu, tức là TGC đây, chúng ta tăng cái gen sâu lên để chúng ta có được cái cường độ âm đều đặn từ nông vào sâu. Đó là cái chuyện mà hàng ngày chúng ta đã làm. Và để hiểu về sâu về cái độ giảm thấu âm thì chúng ta lược qua một vài cái khái niệm. Thứ nhất là cái công suất âm, tức là cái năng lượng âm mà sinh ra trong một cái đơn vị thời gian, đó là gọi là công suất âm. Và cái công suất âm đó nó phân bố với cái độ rộng nhất định, thì cái tỷ số giữa cái công suất âm với cái độ rộng của cái vùng phân bố người ta gọi là cái cường độ âm. Cường độ âm này, cái đơn vị chúng ta gọi là decibel, là cái đây là cường độ âm. Và như vậy thì giảm thấu âm là gì? Giảm thấu âm là cái sự giảm cường độ âm từ cái vùng nông và vùng sâu, người ta mới đưa ra được một cái gọi là hệ số giảm thấu. Tức là người ta đo đạt cái sự giảm cường độ âm trong một cái đơn vị chiều dài sóng, mà đơn vị chiều dài là cm, có nghĩa là đi qua khoảng 1 cm thì cường độ âm giảm bao nhiêu decibel, thì cái mức độ đó gọi là độ giảm thấu hay là hệ số giảm thấu. Và hệ số giảm thấu này nó sẽ lệ thuộc vào tần số và bản chất của môi trường. Tôi nói cái đoạn này để chúng ta hiểu điều như thế này. Chúng ta thường có thể đặt câu hỏi, chúng ta hàng ngày làm siêu âm chúng ta thấy là gan nhiễm mỡ nó sẽ được mô tả đặc điểm là tăng âm, tức là nó sáng lên, và giảm âm vùng sâu, tức là nó tối đi. Chúng ta thấy rằng cùng một tình huống, tức là gan nhiễm mỡ thôi, nhưng mà chúng ta lại có hai cái từ để thể hiện, để chẩn đoán, đó là tăng âm và giảm âm vùng sâu. Như vậy thì một cái làm sáng lên, một cái làm tối đi. Chúng ta có từng bao giờ thắc mắc là tại sao nó như vậy hay không? Chúng ta có thắc mắc như vậy. Và cái việc giải đáp nó nằm ở chỗ này. Tại sao cái gan nhiễm mỡ là nó tăng âm? Là người ta thấy rằng là những cái giọt mỡ trong tế bào gan nó gây ra cái hiện tượng tán xạ sóng âm. Và cái hiện tượng tán xạ sóng âm đó nó tạo thành ra cái hình ảnh cái gan nó sáng lên. Cái đó là lý do mà cái gan nhiễm mỡ nó tăng âm. Nhưng mà nó có cái chuyện giảm âm là do nó giảm độ thấu âm. Và cái sự giảm độ thấu âm càng về sâu thì cường độ sóng âm nó càng giảm, cho nên cái vùng sâu nó sẽ giảm âm đi, nó sẽ tối đi. Và một cái điều nữa là nó lệ thuộc vào tần số. Chúng ta biết rằng là tần số mà càng cao thì cái sự giảm thấu âm nó càng cao. Cho nên á,
khi mà chúng ta sử dụng đầu dò tần số cao thì chúng ta sẽ không khảo sát được vùng sâu, là lý do nó nằm ở chỗ này. Tôi lý giải điều này để chúng ta hiểu tại sao mà cái đơn vị về độ giảm thấu âm ở tình huống này chúng ta thêm cái megahertz. Có nghĩa là sự giảm thấu âm nó bị ảnh hưởng, thứ nhất là liên quan tới cường độ giảm trong một cái đơn vị chiều dài và liên quan tới cái tần số của sóng âm. Cho nên cái đơn vị của sự giảm thấu âm nó là một cái đơn vị dài như thế này, nó liên quan tới ba cái thông số. Trở lại cái chuyện mà chẩn đoán mức độ gan nhiễm mỡ thì chúng ta đã và đang dùng cái việc mà định tính mức độ gan nhiễm mỡ dựa vào cái siêu âm BMOT, chúng ta đã dùng hàng ngày. Thì với cái cách dùng này, chúng ta chỉ cần dựa vào cái sự tăng âm và sự giảm âm vùng sâu, cái M của vòng hoành và mạch máu, và chúng ta phân loại ra ba nhóm: nhóm nhẹ, nhóm trung bình và nhóm nặng. Tuy nhiên người ta nghiên cứu, người ta thấy rằng cái kỹ thuật này nó có những cái khuyết điểm của nó. Thứ nhất là nó không có khách quan, có nghĩa là có những trường hợp, nhất là những trường hợp mà gan nhiễm mỡ nhẹ, có người sẽ ghi bình thường, có người sẽ ghi là gan nhiễm mỡ, có người thì ghi là gan tăng âm. Chúng ta không có rõ ràng được một cách là chính xác giống nhau được. Cái thứ hai là những cái trường hợp mà gan nhiễm mỡ dưới 10% thì siêu âm BMOT có thể là không phát hiện được. Trong khi chúng ta định nghĩa dựa vào sinh thiết thì cái số tế bào gan mà 5% trở lên được chẩn đoán là gan nhiễm mỡ mức độ nhẹ. Và thứ ba là một số nghiên cứu ở đây người ta thấy rằng là những trường hợp gan nhiễm mỡ dưới 2%, 20% thì cái độ chính xác để chẩn đoán nó rất là thấp. Hoặc là những bệnh nhân béo phì, cái thành ngực họ đã dày và cái lượng mỡ, mô mỡ thành ngực nó dày, cho nên là cái việc khảo sát nhận định cái mô gan bên trong nó giảm đi, không có chính xác bằng những cái bệnh nhân không có béo phì. Tiếp theo thì chúng ta sẽ bàn về cái việc định lượng mức độ gan nhiễm mỡ. Thì định lượng gan nhiễm mỡ hiện nay chúng ta có nhiều cái cách. Thứ nhất là chúng ta dùng cái tỷ lệ gan thận, có nghĩa là chúng ta đo cái cường độ âm của cái mô gan so với cường độ âm của chủ mô thận để chúng ta chẩn đoán mức độ gan nhiễm mỡ. Cái kỹ thuật thứ hai là kỹ thuật CAB này. Chúng ta kỹ thuật này trên cái công nghệ FibroScan thì người ta dựa vào cái sự giảm thấu âm, cái thông số giảm thấu âm. Và cái kỹ thuật UGAP là một cái kỹ thuật mới, người ta cũng dựa vào cái thông số về sự giảm thấu âm. Tuy nhiên cái UGAP này là tích hợp trên một cái máy siêu âm thường quy, giống như cái kỹ thuật siêu âm đàn hồi hay đây siêu quay mà chúng ta trình bày khi nãy đó. Tức là chúng ta sẽ chọn lựa được cái vị trí mà chúng ta cần thiết đo đạc dựa trên hình BMOT. Chúng ta tránh mạch máu, tránh đường mật, tránh khối u, và chúng ta đo nó sẽ thuận lợi và chính xác hơn so với những cái kỹ thuật siêu âm mù hoặc là những cái kỹ thuật khác. Chúng ta bàn cụ thể về cái kỹ thuật UGAP. Chúng ta thấy là về cái kỹ thuật đo đó thì chúng ta thực hiện giống như khi chúng ta đo siêu âm đàn hồi mô gan, bằng cách là chúng ta cho bệnh nhân nằm ngửa, tay phải giơ lên cao để mở khoảng gian sườn ra, và chúng ta dùng cái đặt đầu dò vào cái vùng kẽ sườn đây. Và chúng ta sẽ cũng chọn ở vị trí gan phải để chúng ta đo đạc, vì cái vị trí này nó ít có bị ảnh hưởng bởi tim hơn so với gan trái. Và chúng ta sẽ đặt cái roi vào cái vùng gan mà đạt tiêu chuẩn để chúng ta đo. Thì bệnh nhân được khuyến cáo là nhịn ăn 4 đến 6 giờ trước khi đo để cho kết quả nó tốt. Và chúng ta cần làm khoảng 3 đến 5 phép đo để chúng ta lấy được con số trung vị, nó mang cái tính khách quan và chính xác hơn so với chúng ta chỉ có dùng một lần đo. Và trong cái kỹ thuật này, kỹ thuật UGAP này, cụ thể trên cái dòng công nghệ của GE, những cái dòng cao như là E10 đây, chúng ta có cái kỹ thuật UGAP hoặc là E10S. Ở trên cái công nghệ này thì chúng ta có, để dùng cái kỹ thuật UGAP chúng ta có nhiều cái chọn lựa. Cái thứ nhất là cái chọn lựa số 1 này là chúng ta chỉ dùng cái hình siêu âm BMOT và cái roi để chúng ta đo cái UGAP thôi. Và cái hình số 2 thì chúng ta có thể có cùng cái bản đồ đàn hồi, một cái bản đồ mã hóa màu để nguyên một cái vùng xung quanh cái roi chúng ta đo. Cái bản đồ này đang hiển thị là cái bản đồ về chất lượng. Chút nữa chúng ta sẽ xem cái bản đồ về cái mức độ nhiễm mỡ. Và cái chọn lựa thứ ba là chúng ta sẽ vừa có hình BMOT để tham chiếu, vừa có hình để đo đạt cái độ nhiễm mỡ. Cái kiểu này thì chúng ta sẽ làm tốt hơn, vì chúng ta tham chiếu chúng ta sẽ chọn được cái vị trí phù hợp hơn. Ở trên này thì chúng ta lại có cái chế độ chọn single hay là multi, có nghĩa là chúng ta sẽ một lần ấn nút chúng ta đo được một chỉ số nếu mà chúng ta chọn single.
Còn nếu như mà chúng ta chọn Menti thì chúng ta một lần chúng ta ấn nút đo thì máy sẽ thực hiện liên tục nhiều cái phép đo, và chúng ta chỉ cần một lần thực hiện như vậy chúng ta có nhiều con số đo đạt. Và trên cái hình này, về cái bản đồ mã hóa màu này, chúng ta cũng có hai cái chế độ. Một cái chế độ thứ nhất là cái chế độ bản đồ chất lượng. Trên cái bản đồ chất lượng thì chúng ta xem cái thanh chỉ thị chất lượng này, nếu như mà chúng ta thấy cái màu nó toàn bộ là cái màu xanh như thế này thì coi như là cái hình này đạt chất lượng cao. Còn nếu như mà nó ra những cái màu tối hơn hoặc là những cái khoảng trống như thế này, tức là những cái vị trí này là những vị trí không đạt chất lượng và chúng ta sẽ không đo đạt ở vị trí này. Ở bên này là cái bản đồ màu của mức độ gan nhiễm mỡ. Ở trên này chúng ta thấy là đây là 0,3, đây là 1,3 decibel trên cm và trên megahertz. Có nghĩa là con số nó càng cao thì nó hướng về cái màu này. Như vậy thì chúng ta nhìn cái bản đồ mã hóa này, chúng ta thấy rằng trên cái nền gan này màu rất là vàng và đỏ, có nghĩa là chúng ta thoạt nhìn vào chúng ta biết được trường hợp này là gan nhiễm mỡ nặng. Còn những cái vị trí mà nó có màu thấp hơn như màu xanh dương rồi màu xanh nhạt thì chúng ta sẽ thấy là nhiễm mỡ nhẹ hơn. Đó là cái cách mà chúng ta nhìn vào chúng ta đã biết. Và khi chúng ta đặt cái roi vào đây, cái roi này độ dài khoảng chừng 4 cm, chúng ta sẽ đo cái mức độ giảm thấu âm trong cái roi này. Chúng ta liên hệ lại cái hình mà về giảm thấu âm, chúng ta xem ở phía trước, chúng ta thấy rằng là để thực hiện được cái việc ra được con số này thì người ta đo như thế này. Người ta sẽ đo cái cường độ âm ở cái vị trí đầu tiên của cái roi, là coi như vị trí số 1. Sau đó người ta đo cường độ âm ở cái vị trí xa nhất của cái roi này, tức là vị trí số 2. Vị trí số 2 này nó sẽ thấp hơn vị trí số 1. Vì vậy khi đó chúng ta lấy cái con số mà decibel đo được ở vị trí số 1 trừ cho cái decibel đo được ở vị trí số 2, chúng ta sẽ cho ra được cái mức độ giảm cường độ âm. Mức độ giảm cường độ âm đó chúng ta chia cho cái khoảng cách này cho là 4 cm thì chúng ta sẽ ra được con số là bao nhiêu decibel trên cm, so với cái đầu dò này là khoảng 3 MHz, ra được một con số cụ thể. Và đó là cái cách mà người ta định lượng mức độ giảm thấu âm ở trên gan. Với cái cách làm như vậy thì một tác giả người Nhật, người ta đã làm một cái nghiên cứu trên một số lượng khoảng 163 trường hợp, người ta cho ra cái kết quả rất là ngoạn mục. Cái nghiên cứu này thì có so sánh giữa kỹ thuật UGAP mà chúng ta đang trình bày và kỹ thuật CAB mà cái của Ferroscan, và so sánh với lại sinh thiết gan. Chúng ta có xem cái bản tổng kết như thế này. Chúng ta thấy là để chẩn đoán những cái gan nhiễm mỡ mà S1, tức là mức độ nhẹ, thì chúng ta có cái độ chính xác dựa vào diện tích dưới đường cong ROC là 0,9, tức là rất là cao, so với kỹ thuật CAB là 0,8. Tương tự như vậy với S2 là 0,95, S3 là 0,95. Và qua các nghiên cứu đó, người ta cũng đưa ra những cái giá trị ngưỡng. Nếu như mà cái độ giảm thấu âm chúng ta đo được là dưới 0,53 decibel trên cm trên megahertz thì chúng ta sẽ có là không có nhiễm mỡ. 0,53 tới 0,6 là độ 1, 0,6 tới 0,65 là độ 2, và trên 0,65 là độ 3. Đó là cái cách mà chúng ta sẽ ứng dụng trong cái thực hành. Và người ta thấy, người ta thêm một cái nghiên cứu này để người ta trả lời một cái phân vân là cái mức độ gan nhiễm mỡ mà chúng ta đo được bằng cái kỹ thuật UGAP này, nếu như mà bệnh nhân đó có sơ hóa gan nặng thì có ảnh hưởng hay không? Thì cái nghiên cứu này trả lời được rằng là cái sự sơ hóa gan và cái mức độ gan nhiễm mỡ là hai cái thông số độc lập, và nó không có ảnh hưởng tới cái chuyện mà đo đạt định lượng cái mức độ gan nhiễm mỡ. Chúng ta xem qua một số hình ảnh thực tế, chúng ta thấy đây trường hợp này chúng ta đo được cái độ cứng, cái mức độ nhiễm mỡ của gan đo được là 0,54 decibel trên cm. Có nghĩa là so với cái bản phân loại vừa rồi, chúng ta có nhiễm mỡ mức độ nhẹ tức S1. Ở đây trường hợp này được 0,61 tức là S2, và trường hợp này nhiễm mỡ rất là nặng và lên tới 0,95 tức là S3. Cái vấn đề ở chỗ là giống như tôi nói ban đầu là trong nhóm bệnh nhân gan nhiễm mỡ, nó có những cái người là gan nhiễm mỡ đơn thuần, tức là không có gây biến chứng, không sơ hóa gan. Và cái hai là nhóm thứ hai là nhóm NAS, tức là viêm gan mỡ, nó có thể gây biến chứng. Vậy làm sao chúng ta để phân biệt được, sau khi mà chúng ta chẩn đoán được cái độ nhiễm mỡ rồi, chẳng hạn như trường hợp này chúng ta chẩn đoán là nhiễm mỡ độ 3, và chúng ta cũng không có trả lời được là
trường hợp này gan này có sơ hóa hay không. Như vậy thì lúc đó chúng ta sẽ dùng siêu âm đàn hồi. Trường hợp này dùng siêu âm đàn hồi, chúng ta có được cái độ cứng của gan đo được có 3,36 kPa, tức là F0. Như vậy thì chúng ta sẽ trả lời được cho bệnh nhân này là gan nhiễm mỡ mức độ nặng nhưng mà chưa có sơ hóa gan. Nó khác với trường hợp thứ hai, chúng ta cũng thấy một trường hợp gan nhiễm mỡ mức độ nặng, gan rất là lớn, nhưng mà chúng ta đo được cái độ nhiễm mỡ lên tới 0,88, tức là độ nhiễm mỡ độ 3, và độ đàn hồi gan đo được trong trường hợp này thì tới 8,5 kPa cho tới 7,76, tức là cái độ cứng gan này tương đương tầm khoảng F2, F3. Như vậy thì chúng ta có thể kết luận được đây là gan nhiễm mỡ nhưng mà có sơ hóa gan. Như vậy thì có nghĩa là bệnh nhân này đã diễn tiến qua giai đoạn là NASH và có fibrosis. Như tóm lại thì chúng ta thấy rằng dùng siêu âm, chúng ta hiện nay chúng ta một cái máy siêu âm mà chúng ta có BMOD, có Doppler, có siêu âm đàn hồi và lại có thêm cái siêu âm định lượng gan nhiễm mỡ nữa, thì chúng ta sẽ có một cái chẩn đoán mà tương đối đầy đủ về mặt hình ảnh cho bệnh nhân, và từ đó mà chúng ta sẽ đưa ra những cái bước tiếp theo nó phù hợp, nó không có đưa ra những cái không dẫn bệnh nhân tới những cái gì đó nó quá tốn kém mà không cần thiết, hoặc là những cái kỹ thuật xâm lấn. Và cái kỹ thuật UGAP này hiện nay là một cái phương pháp mới giúp định lượng cái mức độ gan nhiễm mỡ, cái độ chính xác rất là cao qua cái nghiên cứu mà chúng ta vừa thấy. Thì nhờ vậy mà kỹ thuật này đang dần dần nó thực hiện rộng rãi hơn trong thực hành. Thì cái phần trình bày của tôi về siêu âm, ứng dụng của siêu âm đàn hồi mô trong định lượng sơ gan, trong chẩn đoán khối u gan và ứng dụng kỹ thuật UGAP trong cái chẩn đoán gan nhiễm mỡ, xin dừng lại ở đây. Tiếp theo thì chúng tôi sẽ chờ nghe câu hỏi của quý thầy cô và quý đồng nghiệp. Chúng ta sẽ giải đáp trong vòng vài phút nữa. Xin kính mời, xin cảm ơn tất cả mọi người đã chú ý lắng nghe. Rất cảm ơn bác sĩ Liên đã có một cái bài trình bày rất là chi tiết và đầy đủ về hai kỹ thuật lớn hiện nay đang được ứng dụng rất là nhiều trong trong vấn đề theo dõi chẩn đoán các bệnh lý ở gan, đó là đàn hồi gan và định lượng mỡ. Thì hiện nay thì trên hệ thống thì ghi nhận có hai câu hỏi dành cho bác sĩ Liên. Câu hỏi thứ nhất là của bạn Nguyễn Thạch Thảo, thì có hỏi là thưa thầy, độ cứng của gan thì có giảm dần qua quá trình điều trị không? Câu hỏi thứ hai là của bạn Lương Hà, thì có hỏi bác sĩ Liêm rằng là những khối u thì nó có kích thước và đặc tính như thế nào thì có thể nhìn thấy được trên kỹ thuật siêu âm đàn hồi và siêu âm BMOD. Cảm ơn câu hỏi của các bác sĩ. Thì trước tiên thì xin trả lời câu hỏi của bác sĩ Thạch Thảo đây. Câu hỏi rất là hay, độ cứng gan có giảm dần qua quá trình điều trị không? Cái điều này nó liên quan tới một cái ý niệm rất là lớn trong cái việc mà điều trị bệnh lý gan. Ngày xưa đó, chúng ta nghĩ rằng là sơ gan là coi như là một cái bệnh lý mà chúng ta không thể điều trị, để không thể quay đầu được, tức là chúng ta điều trị chỉ với mục đích là để kiềm chế không cho bệnh tiến triển thêm, chứ không thể nào mà điều trị để nó giảm xuống được. Đó là cái khái quan niệm ngày xưa. Những cái năm gần đây, trong các cái hội nghị về gan mật, người ta đã công bố rất là nhiều lần về cái việc mà sơ gan có thể điều trị được. Tức là khi mà chúng ta điều trị đạt hiệu quả thì cái mức độ sơ hóa gan nó sẽ giảm dần, kéo theo là cái nguy cơ của bệnh nhân nó cũng giảm dần. Và khi mà mức độ sơ hóa gan giảm dần thì tất nhiên là chúng ta làm siêu âm đàn hồi, chúng ta sẽ thấy được cái độ cứng gan giảm dần. Chính ở trong Medex Hòa Hảo cũng từng có nghiên cứu về cái theo dõi cái độ cứng gan trong cái quá trình điều trị của những bệnh nhân viêm gan, thì cũng xác minh được cái chuyện đó, tức là độ cứng gan sẽ giảm dần với điều kiện là điều trị đúng, điều trị hiệu quả. Chứ chúng ta không có thể nói điều trị chung chung, chẳng hạn như điều trị có những bệnh nhân uống thuốc nam họ cũng nghĩ là họ điều trị, thì như vậy thì không được. Nó điều trị phải đúng, phải đạt thì mới được. Rồi xin lặp lại câu hỏi thứ hai. Dạ, câu hỏi thứ hai của bác sĩ Lưu Hà, tức là cho hỏi là những khối u nó có kích thước và đặc tính như thế nào thì có thể nhìn thấy được trên kỹ thuật siêu âm đàn hồi và siêu âm BMOD.
Câu hỏi này của bác sĩ Hà, câu hỏi này cũng khá rộng. Để gọi là cái u đặc tính như thế nào thì phát hiện được, thì chúng ta trước tiên thì tôi khẳng định lại là việc mà phát hiện có hiện diện của khối u á, chủ yếu trên siêu âm là dựa vào BMOT. Siêu âm Doppler màu nó chỉ có giá trị trong những trường hợp mà một chỗ mà chúng ta nghi ngờ là khối u mà cái khác biệt về cái độ hồi âm nó không rõ đó, chúng ta dùng mạch Doppler đôi khi chúng ta thấy được sự khác biệt về cái phân bố mạch máu, nhưng mà cái đó là số lượng nhỏ. Và siêu âm đàn hồi cũng vậy, tức là một cái tổn thương một cái vùng nào đó chúng ta nghi ngờ mà chúng ta không rõ đường bờ thì chúng ta lại dùng siêu âm đàn hồi tại cái vùng đó để chúng ta coi coi nó có sự khác biệt độ cứng không. Đôi khi thì sự khác biệt độ cứng nó rất rõ mà BMOT chúng ta nhìn không rõ. Như vậy thì tóm lại thì việc phát hiện có khối u chủ yếu là BMOT. BMOT thì phát hiện khối u dựa vào cái gì? Dựa vào cái sự khác biệt cái độ phản âm của khối u so với mô xung quanh. Dựa vào khác biệt đó thì chúng ta nó lại thuộc vào cái khác biệt về độ phản âm, nó lại thuộc vào nhiều yếu tố. Thứ nhất là bản chất của khối u đó. Chẳng hạn như khối u mạch máu thì chúng ta thấy thường là nó tăng âm, nó khác rất rõ. Một cái di căn gan thì nó có cái halo rất là rõ cho nên chúng ta nhận biết nó rất rõ. Trong khi đó những cái ví dụ như FNH, FNH là cái tăng sản dạng nốt, cái bản chất là tế bào gan bình thường cho nên cái phản âm của nó so với mô gan bình thường nó đâu có khác biệt rõ. Hoặc giả là cái HCC là một cái khó phát hiện. Bởi vì sao? Bởi vì cái HCC nó hay xuất hiện trên cái nền là gan sơ. Mà gan sơ thì nó không đồng nhất và cái khối u cấu trúc của nó cũng không đồng nhất cho nên khi nó nhỏ nó khó phát hiện. Đó là rất nhiều cái yếu tố ảnh hưởng là liên quan tới khối u. Còn những yếu tố ảnh hưởng khác là gì? Yếu tố ảnh hưởng khác là thứ nhất là cái máy mà các bác sĩ dùng. Cái máy đó cái độ phân giải, nó độ xuyên thấu của nó có đạt không? Nó đạt để phân biệt không? Cái thứ hai là chúng ta kỹ năng của bác sĩ dùng. Một bác sĩ dùng một có kỹ năng có cái mặt cắt đẹp và có kỹ năng thay đổi các tần số, độ lớn, độ sâu, độ sáng để chúng ta phân biệt các tổn thương với nhau. Đó, cho nên là việc phát hiện nó lệ thuộc rất nhiều yếu tố. Và nếu như mà một cái máy rất tốt mà bác sĩ làm đúng thì tôi nghĩ là cái việc mà phát hiện những cái khối u dưới 1 cm trên siêu âm là cái chuyện cũng thường chứ không phải là không gặp. Chúng tôi có thể phát hiện những cái u dễ dàng, ví dụ như u máu 5 mm, 6 mm chúng ta có thể phát hiện được rồi. Cho nên bàn về cái khả năng phát hiện đó thì đó là như vậy. Như vậy tóm lại chính yếu vẫn là BMOT, chúng ta phải dùng đúng cái máy đạt chất lượng và sau đó thì chúng ta Doppler và đàn hồi là phụ giúp để phát hiện những cái trường hợp mà BMOT còn nghi ngờ. Không biết bác sĩ có còn câu hỏi nào thêm không ạ? Vừa mới có thêm một câu hỏi nữa cho bác sĩ Kim. Câu hỏi của bác sĩ Đỗ Hải. Thưa thầy, với những bệnh nhân bị đa nang gan thì làm siêu âm siêu quay để đánh giá độ cứng của nhu mô gan thì có cần lưu ý gì trong kỹ thuật siêu âm hay không? Câu hỏi này cũng rất là hay. Cái tình huống này nó hiếm xảy ra trong cái quá trình mình thực hiện đàn hồi gan. Bởi vì cái bệnh lý đa nang gan á, đa nang gan nó cũng có nhiều cái kiểu đa nang gan lắm. Thí dụ như bệnh lý gan đa nang mà cái gan nang nó chi chít hết tất cả vị trí luôn. Chúng ta nhìn vào cái mô gan chỉ thấy toàn là nang thôi và không có thấy mô thì chúng ta đo đàn hồi gan thực sự ra cũng không còn ý nghĩa gì nhiều trong cái chẩn đoán, tại vì chủ yếu là chúng ta chẩn đoán cái sơ hóa gan là của mô gan mà chúng ta thấy nang và vách không thì chúng ta đo không ý nghĩa lắm. Còn trường hợp mà nó nhiều nang nhưng mà vẫn còn những cái vị trí mà có mô gan thì chúng ta sẽ chọn lựa cái vị trí tránh cái nang đi. Việc tránh cái nang nó khác với tránh cái u. Nếu mà tránh cái nang á, thì chúng ta biết rằng cái nang là nó tổn thương lành, nó không có xâm lấn, nó không có tăng trưởng nhanh cho nên nó không có đè ép vào mô gan, cho nên chúng ta chỉ cần đo ở cái vị trí mà cạnh cái nang, bên ngoài cái nang là được. Khác với lại chuyện mà chúng ta đo chọn cái mô gan mà ở cái vùng gan phải có cái u thì chúng ta đo cái vị trí đo cái mô gan nó phải khác một chút. Tôi vừa thấy một cái nghiên cứu trong năm 2020 đây, người ta so sánh cái độ cứng của mô gan nền trên bệnh nhân có khối u gan. Người ta đo một cái vị trí đầu tiên là ở cạnh cái u,
Vị trí thứ hai là cách cái u hơn 1 cm. Cái vị trí thứ ba là cách cái u hơn 2 cm. Thì người ta thấy rằng là cái vị trí cách hơn 2 cm đó, cái độ chẩn đoán cái mô gan chính xác hơn nhiều so với khi mà chúng ta đo sát cái u. Đó là cái lưu ý khi đo. Nhưng mà có một cái điều, một cái trường hợp rất là hay mà tôi thấy được ở trong cái quá trình mà liên quan tới này, bệnh đa năng gan này. Một trường hợp đó, bệnh nhân người Campuchia được chẩn đoán là xơ gan, đi khám rất là nhiều nơi, lúc nào cũng chẩn đoán là xơ gan. Bởi vì sao? Bởi vì trên siêu âm BMOT người ta đặt đầu dò vô, người ta thấy gan rất là thô. Nhưng mà khi mà tôi làm siêu âm thì do là trước đó tôi đã có kinh nghiệm trường hợp này, tôi thấy gan thô nhưng mà những cái hạt nó có cái vệt tăng âm sao nhẹ, cho nên là tôi nghi ngờ bệnh đa năng gan. Thì lúc đó tôi đo đàn hồi mô thì tôi thấy là cái gan nó rất là mềm, nó rất là phù hợp với một cái không phải là gan sơ, nó loại trừ cái gan sơ. Cái điều thứ hai là tôi dùng siêu âm đầu dò linear, tôi cho zoom lớn hình lên thì tôi thấy rõ ràng trên gan đó là chi chít các cái nang nhỏ. Cho nên đây là cũng là một kinh nghiệm để các bác sĩ mới làm siêu âm mình để ý. Khi mà mình thấy cái gan thô mà nó có những cái vệt tăng âm phía sau của những cái nốt đó, thì mình dùng linear để mình loại trừ trường hợp này có phải thật sự là gan thô không hay là do gan đa nang. À, cảm ơn câu hỏi của bác sĩ Hải Đỗ Đỗ Hải. À, tiếp theo là có câu hỏi nào nữa không? Còn hai câu hỏi thì em nghĩ là giống nhau, hỏi về u gáp thì của bác sĩ Nguyễn Thanh Phương và Nguyễn Thạch Thảo. Thì bác sĩ Nguyễn Thanh Phương có hỏi rằng đó là trong khi mà mình làm u gáp thì cần lưu ý gì trong cái thao tác để mà tránh đã gây ra những cái nhiễu trong kết quả. Câu thứ hai cũng nói về u gáp, tức là khi mà dựa vào kết quả của u gáp và kết hợp với độ cứng thì cái chẩn đoán ở mức độ bao nhiêu thì sẽ là xác định nó là NASH. Cảm ơn hai câu hỏi của bác sĩ. Tức là liên quan tới sử dụng cái kỹ thuật u gáp này, khi mà các bác sĩ tiếc là chúng ta làm cái hội thảo thế này chúng ta không có được demo, không có demo trên cái máy để cho bác sĩ thấy được là làm u gáp nó dễ như thế nào. Tại vì cái đo u gáp này còn dễ hơn cả là đo đàn hồi gan nữa. Chúng ta khi mà chúng ta đầu tiên chúng ta lấy cái hình BMOT, chúng ta lấy hình BMOT ở gan phải đó, thông thường chúng ta chọn ở phân thủy 6, 7, 5, 5, 8 hoặc là 7 đó. Thì chúng ta chọn được cái hình rồi, chúng ta thấy chỉ cần có một cái vùng mô gan đồng nhất, không phải là tất cả phải bằng, không phải cái vùng đó không cần thiết phải bằng cái bản đồ màu này. Tức là cái vùng đó chỉ cần bằng đủ cái roi chúng ta đo là đủ rồi. Cái vùng mà chúng ta chọn lựa đó. Cho nên là xung quanh này nè, ở những vị trí này cho dù có mạch máu chăng nữa thì chúng ta cũng vẫn đo được ở giữa này như thường. Tức là chúng ta quan tâm chỉ ở cái roi này thôi. Cho nên khi chúng ta lấy được cái hình BMOT như thế này rồi, giống như hình này cũng vậy, tôi lấy được hình BMOT thế này, xung quanh đây là mạch máu nè. Nhưng mà tôi chọn được một cái vùng gan không có bị mạch máu lớn, không có u. Và chúng ta khi mà chúng ta đo đó, chúng ta vẫn giữ cái nguyên tắc là chúng ta khi đặt được cái vùng cần đo rồi, chúng ta yêu cầu bệnh nhân giữ hơi thở. Giữ hơi thở có nghĩa là gì? Có nghĩa là mình dặn bệnh nhân vẫn hít thở bình thường. Khi nào tôi đo thì nín thở, nói nín thở thì giữ yên cái bụng lại. Chúng ta phải dặn như vậy bởi sao? Bởi vì khi mà chúng ta đột ngột chúng ta kêu bệnh nhân nín thở thì cái thói quen của bệnh nhân ta phải hít vô một cái là mình nín. Thì như vậy thì nó sẽ làm lệch cái vị trí đi, đo sẽ không chính xác. Cho nên là bệnh nhân đang thở bình thường, giữ yên cái bụng lại là nín thở được, là lúc đó chúng ta đo được ngay. Và đo rất là dễ dàng và nhanh chóng, không có khó gì cả. Còn cái chuyện mà bác sĩ đặt câu hỏi là độ cứng gan như thế nào thì chẩn đoán là NASH. Xin lỗi như thế này, để chẩn đoán là NASH, nếu mà nói về chẩn đoán NASH tức là viêm gan mỡ, thì chúng ta có một cái tiêu chuẩn vàng là sinh thiết gan. Tức là ngoài cái chuyện nhiễm mỡ thì nó có biểu hiện thêm cái biểu hiện của viêm gan và xơ hóa gan ở trên cái lam mà chúng ta sinh thiết, đó là tiêu chuẩn vàng. Còn những tiêu chuẩn mà không phải tiêu chuẩn vàng đó, nó có rất nhiều cái tiêu chuẩn khác, trong đó có siêu âm đàn hồi mô. Thì siêu âm đàn hồi mô nó góp như thế này nè, khi mà chúng ta thấy bệnh nhân đó gan nhiễm mỡ, không có một cái bệnh lý nào khác gây nhiễm mỡ đó, không có nhiễm siêu vi gì cả, không có những nguyên nhân khác gây viêm gan, mà chúng ta đo, chúng ta thấy bệnh nhân đó có xơ hóa gan, thì chúng ta hiểu rằng là bệnh nhân này xơ hóa gan do gan nhiễm mỡ, tức là viêm gan mỡ. Chứ chúng ta không có dùng cái con số đó mà chúng ta chẩn đoán được cái ca này là viêm gan mỡ đâu. Nếu như mà bệnh nhân viêm gan mỡ
NAS mà chưa có sơ hóa gan thì chúng ta cũng không nhận ra được bằng siêu âm đàn hồi. Cái câu trả lời là như vậy. Cảm ơn bác sĩ. Dạ, rồi em xin cảm ơn bác sĩ Lê Thanh Liêm đã có những cái câu trả lời rất là đầy đủ, và hiện nay thì chắc là cũng chưa có câu hỏi nào thêm. Nếu quý bác sĩ có câu hỏi nào thêm thì sau đó bác sĩ Liêm sẽ trả lời qua email sau đó. Tiếp theo chương trình thì sẽ mời bác sĩ Hùng Linh sẽ trình bày cái bài về CT MRI trong gan. Xin cảm ơn ban tổ chức và tất cả quý thầy cô, các anh chị đã tham dự cái buổi lễ này, buổi hội thảo này. Xin trân trọng kính chào, xin kính mời bác sĩ Hùng Linh ạ.